mới tốt đẹp cái nà, đầy năng lượng tràn trề cái nà. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mông em không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa trôi, hai kê chuyện chúng mình. Ôi da, ủa trời ơi sớm. Trời ơi chị Năm ơi, sao trời ơi đá vô người em vậy? Đá cái gì? Nãy chị Năm mới hát rồi. Chị hát chứ ai? Nhưng mà chị hát nữa thì chị hát giác động, hát càng lớn càng chị tốt vậy em. Sao vậy? Hát vừa vừa thôi, biểu hát lớn chi vậy? Không phải, mẹ em thích giọng hát của chị. Mẹ em thích giọng hát của chị? Dạ. Mà em nói rồi chị mới nói nghe. Không biết phải trời cho chị một cái thiên phú không? Mà mỗi lần chị cất giọng hát, nam hay nữ đều ai cũng điêu đứng, cũng mê mẩn hết trơn. Cái đó em không biết, nhưng mà tại mẹ em có sở thích lạ lắm. Cái gì mà cả xã hội người ta ghét là mẹ em mê à đó. Mấy cái mà dở dở mà quái quá như của chị là mẹ em cực kỳ thích luôn á. Mẹ em đó, đó, thấy không? Bây giờ chị tới đó, chị giả bộ chị lãng giảng, chị hát càng lớn càng tốt nha. Là mẹ em càng mê luôn nữa, ngưỡng mộ chị luôn á. Hát lớn là mẹ hát lớn luôn nha. Vậy nha, em lên phòng ngủ tiếp nha chị. Hát to giùm em nha. Chị thích hát lớn rồi mà. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mông em không đến nơi. Ca lớn quá chị ca không được. Mấy nước buồn cơn lửa anh binh, hết kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Hôm nay em sẽ đi thăm mọi người chung quanh. Trời ơi Mạnh ơi Mạnh, ở đây chứ phải như công ty cũ của mình đâu, nhà của người ta. Hiểu chưa, phải làm đàng hoàng chút xíu. Trời ơi, hết hồn mới chía luôn Năm vậy. Năm khó quá, hồi đó giờ em hay giỡn, Năm có sao đâu. Nhưng mà hồi đó là ở bên công ty kia giỡn được, kia giờ về qua đây mình nghiêm túc chút xíu đi. Ở nhà này lúc nào cũng có người giám sát mình hết trơn á. Năm cái gì? Cái gì? Ủa, hồi đó giờ Năm qua đây á, Năm dọn dẹp á, có bao giờ Năm lên lầu trên mà thấy mặt của mẹ xếp đằng sau có không? Không, chưa thấy luôn hả? Giống như người tàng hình á, người bí ẩn, chỉ nghe cái tiếng không à. Trời đất ơi, em tò mò lắm á nha. Hôm trước em định là em làm liều để em xông lên trên, để em lên trên nhìn cái mặt một lần em biết có cái nhân diện sao thôi đó. Chắc em đi lên tới lầu thôi. Khói bay mịt mù ghê lắm. Tại vì cái phong cách cũng bí ẩn đúng không? Có nghĩa là mình bất chợt mình nghe ở đâu cũng là có phát ra tiếng nói chứ. Thấy tiếng mà không thấy người. Và thêm nghĩ cái này cái giống như mà mấy họ như một sống trong một cái am vậy đó. Khói hương nghi ngút mà đèn không phải sáng vậy đâu. Đèn mờ ảo ảo. Ủa, như là những người mà đặc biệt dị nhân đó phải không? Đầu tóc bờm xòm lông lá phải không? Rồi mặt mày râu ria đồ. Bờm xòm mà trời ơi lông. Trời ơi nó tả tôi nổi da gà chứ. Không vậy đó. Thấy bất ghê lắm. Nhưng mà nói nghe nè, đừng có nói xấu ha. Nhiều khi hiểu không? Nhiều khi để vòng 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 nè. Thì có người mà kêu bằng cái theo dõi mình mà 24/24 đúng không? Đúng rồi. Nói chuyện cái gì mà nói xấu. Nhưng mà theo chị nghĩ á, mẹ của sếp Chanh á theo dõi là lúc nào mà đông người kìa, họp hành rồi coi, chứ nếu bình thường chứ đâu mà ai mà ngồi coi trong cái camera mà 24/24 đâu. Không có phải vậy đâu. Trời ơi. Cái nơi này là nói xấu mấy hù mới giật mình kiểu đó nè. Hết lòng mới giết à. Trời ơi. Quá rồi. Chỉ hết chuyện để nói lôi mẹ tôi ra nói xấu đúng không? Không phải là nói xấu. Sao? Nhưng... cái miệng nào nói mẹ tôi như diện nhân đâu. Hả? Thấy cái tấm gương cút lọt chưa? Cỡ đó rồi mẹ tôi quýnh còn lọt giường chứ đừng nói chi cậu. Thôi. Quá ráng. Đi làm để tôi dẹp. Kê. Cái gì? Cái ly cà phê ai uống để đó vậy? Hả? Trời ơi, tính nó hôm qua nó làm nó tăng ca, cho nên nó về trễ lên lúc chị về rồi, cho nên bây giờ chị tại chị dẹp ấy nè. Sáng chị lên sớm chị lo chị dọn đi. Chị đứng đây chị lo chị dẹp nè. Trời ơi mấy đứa này thiệt tình. Rồi cái điện thoại này có ai trực đây? Hả? Kìa trời ơi đứa đấy ai mà mượn. Ở điện thoại người ta phải để ngay ngắn đàng hoàng để cho mình chết 45 độ gì. Đủ thứ chuyện hết trơn. Nè, mọi nhất cử nhất động của mọi người trong công ty này không bao giờ lọt khỏi tầm mắt của mẹ tôi đâu. Nhớ đó. Tới giờ mẹ tôi đòi ăn rồi. Để tôi vô tôi cho mẹ tôi ăn cái đã. Wow. Rồi ô nhà sạch bon vậy ta. Tôi thích vậy nè. Cẩn thận kỹ lưỡng. Chà, chắc mẹ của sếp Danh cũng là người đàn bà hoàn hảo nghe ta. Xuống cái bếp tôi thấy vậy tôi chịu rồi đó. Trời ơi.
Trời đất ơi, tự nhiên chỗ cái bếp rửa chén mà chưa để cái bình bông gì kỳ vậy trời. Bình bông đẹp như vậy ta để phòng khách, phòng ngủ thì tự nhiên cần luôn á. Để bên bàn này có lực à. Để bên đây được hơn đó. Ôi, có cái này tiện ghê. Hổ năm. Cái gì vậy? Cái gì? Ê, nè nè nè. Nè Sơn Sơn, sao ta làm tự nhiên chỉ vô đây rồi cái ú ớ nói không được vậy? Trời ơi Năm ơi, đúng là không phải Năm, là không phải ai khác luôn á. Cái này nó phải để đúng 90 độ so với góc tường ngay cực bắc. Trời mệt quá đi trời, tôi nói cho cậu nghe cậu dòm đi. Cái bếp là chỗ người ta rửa chén, bình bông ví dụ nhỏ không nói gì, bình bông chà bá để đây rồi chợt trời, nhiều khi rửa quơ qua bể nó mới uổng không? Không không không, Năm để đây nó mới uổng đó. Cái gì vậy? Cái gì mà quyền bí vậy? Ở đây tai mắt trùng trùng nha. Năm đừng có làm gì nghe, cái này mà để sai vị trí một cái nghe là một trận lôi đình sẽ giáng xuống đầu chúng ta đó. Ôi, lôi đình giáng xuống là giáng xuống đầu ai tôi không biết. Người ta để vô lý quá trời quá đất à. Ui Năm ơi. Đừng Năm ơi, nguy hiểm lắm. Ôi nha, để đây. Cái gì mà dòm trâu vậy? Năm đừng biết, Năm đừng bước vô trong xào huyệt của nhà con là gì đó. Đừng quan tâm. Mà tôi thấy vô lý lắm nghe, tôi bực lắm nghe, tôi nói cho cậu nghe, đừng có thấy tôi dễ dãi hiền rồi ăn hiếp tôi nghe. Cái bình bông để đây rất là vô lý. Tôi nói rồi đó nghe, mai mốt mà để đây mà tôi rửa chén mình bể tôi không có đền đâu nghe. Không không kỳ được. Kỳ cục quá hả? Con lao giấu dân tài của con nữa nha. Là không có gì liên quan tới con nữa nghe. Năm muốn dời thì Năm cứ dời, nhưng mà con không biết nha. Coi như con không biết gì nghe Năm. Cái gì vậy trời? Tôi nói đâu có sợ gì đâu. Bình bông để đúng chỗ thì để bên đây. Nhưng mà hồi nãy làm như là hình sự có một người này, coi dấu vân tay ta, rồi dấu vân tay của mình nó chùi. Ê mấy người chùi mà tôi không biết chùi hả? Trời ơi chùi hết nha. Đó. Nói tôi để bên đó ai làm gì tôi giá xuống đầu gì. Sức. Mua trái cây vô rửa cho tụi nó ăn. Rồi mình gọt rồi muối rồi vô ha. Rồi ơi thiệt tình luôn. Ủa bắt đầu tôi sợ rồi đó nha. Ê Vũ, Vũ ơi, Vũ nghe tiếng gì không? Nghe tao đâu có điếc. Cái này có hai người tiếng gì vậy? Ôi, lâu lâu có một vài tiếng. Ê Vũ, mày sao tên mạnh rồi sao mày yếu quá vậy? Không cái dưới tôi nó bóng.